Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây, hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Bây giờ là bản tin ngày hôm nay, chúng tôi mới cập nhật được từ tình hình cơn bão số 7 đang càn quét thủ đô Bắc Kinh và quảng trường Thiên An Môn, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Thưa quý vị, hôm qua tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo rất nổi tiếng của phía Trung Quốc, đã đưa tin về cơn bão số 3, cơn bão mạnh thứ 3 trên thế giới, với cấp độ bão lên con số 14, giật trên cấp 15 và bão đang càn quét thủ đô Bắc Kinh, cũng như quảng trường Thiên An Môn, khiến cho điện, đường, trường, trạm bị phong tỏa, cây cối thì bị bật gốc, còn nhà cửa thì bị sụp đổ. Tất cả những con đường tại thủ đô Bắc Kinh đã biến thành sông bởi cơn bão số 7 trên đã mang một lượng mưa to đến rất to rơi từ trên trời rơi xuống, làm cho thủ đô Bắc Kinh bị phong tỏa. Và đây, người ta được cho là nhân quả báo ứng đang đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình. Nhiều ý kiến khác cho rằng đây chính là do mẹ thiên nhiên muốn ra tay trừng phạt Trung Quốc thay cho các nước trên thế giới. Kính thưa quý vị, tính từ tháng 1 cho tới nay, Trung Quốc đã đón nhận tới 7 cơn bão lớn bé liên tục đổ bộ vào Bắc Kinh, khiến cho cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình không biết phải làm sao. Cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình không hiểu vì sao bão tố lại liên tục đổ bộ vào Trung Quốc, nhấn chìm toàn bộ các tỉnh thành phía Nam. Theo ghi nhận mới nhất từ kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết rằng, một số tỉnh thành phía Nam như Phúc Kiến, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Quảng Tây, Bến Thượng Hải đã bị ngập chìm trong biển nước lũ. Những ngôi nhà cao từ 6 đến 7 tầng bây giờ chỉ còn cái tầng trên cùng là không bị ngập. Hiện tại thì siêu đập Tam Hiệp đang bị báo động đỏ bởi mực nước tại thượng nguồn đổ dồn dập trong những ngày vừa qua đã lên con số 65 tỷ mét khối nước. Các chuyên gia thủy lợi trên toàn cầu cho rằng nếu như đập Tam Hiệp mà bị vỡ, nó sẽ nhấn chìm 3/4 diện tích Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Đây chính là nguyên nhân mà người dân của Trung Quốc đại lục đang phải đi sơ tán ở khắp mọi nơi. Một số người giàu có thì đáp những chuyến bay sang châu Âu, châu Phi và châu Mỹ để tránh trú. Người không có tiền thì lẩn trốn sang đường mòn, lối mở để sang các nước láng giềng, trong đó có sang Việt Nam. Người Trung Quốc đang không biết phải làm sao khi mùa mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập đang xảy ra liên tục và tràn lan suốt những ngày vừa qua, chưa có dấu hiệu giảm nhiệt ở thủ đô Bắc Kinh và quảng trường Thiên An Môn. Các tỉnh thành như Thâm Quyến, Hồ Bắc, Vũ Hán, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Quảng Đông trong những ngày vừa qua, mưa to, gió lớn, động đất cũng tiếp tục xảy ra ở cường độ rất mạnh, khiến cho điện, đường, trường, trạm bị phong tỏa. Tất cả các khu tự trị của phía Trung Quốc đã phải báo động cảnh báo cấp cao nhất. Người dân khuyến cáo không được đi ra ngoài đường. Có một điều cực kỳ nguy hiểm cho phía Trung Quốc, đó chính là siêu đập Tam Hiệp, siêu đập lớn nhất hành tinh đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi mực nước tại siêu đập đã vượt mức báo động đỏ tới 14 mét. Người ta cho rằng nếu như trong một vài ngày tới lượng mưa đổ dồn dập từ thượng nguồn phía đập Tam Hiệp đổ về hạ lưu mà không được ngăn chặn thì nhiều khả năng siêu đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ một hoặc ba cửa xả. Đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc có tất cả là 32 cửa xả được xây dựng trong vòng 15 năm và Trung Quốc đã tiêu tốn một lượng tiền khổng lồ cho con đập Tam Hiệp kể trên. Con đập Tam Hiệp là nơi án ngữ qua con sông Dương Tử và nằm ở thành phố Hồ Bắc cũng như Hồ Nam. Nó là niềm tự hào của chính quyền ông Tập Cận Bình, nhưng bây giờ siêu đập Tam Hiệp lại là tử huyệt chết người của phía Trung Quốc. Chính vì vậy, mở những trận mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập đang là mối nguy hiểm cực lớn cho phía Trung Quốc và điều này đang khiến cho đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình đang ăn không ngon, ngủ không yên. Hiện tại thì chính phủ Bắc Kinh đang không biết phải làm sao bởi vì họ liên tục nhận được những tin vô cùng xấu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Nhà nước Trung Quốc. Hôm qua vào lúc 8 giờ tối, trên trang tin thời sự kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, trong một bản tin Dự báo Khí tượng Thủy văn Nhà nước Trung Quốc đã thông báo một tin buồn cho phía Trung Quốc. Đó là từ nay cho tới tháng 8, Trung Quốc sẽ phải đón nhận từ 25 tới 30 cơn bão lớn nhỏ sẽ đổ bộ từ đảo Hải Nam, tức là ở ngoài khơi Biển Đông và tỉnh Quảng Đông. Sau đó, nó sẽ di chuyển vào quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh. Tiếp theo, nó sẽ di chuyển xuống các tỉnh phía Nam, trong đó siêu đập Tam Hiệp gây nguy hiểm cho chính quyền ông Tập Cận Bình. Người ta cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng đang đổ lên đầu phía Trung Quốc và dường như mẹ thiên nhiên vẫn tiếp tục ra tay trừng phạt Bắc Kinh thay cho các nước trên thế giới. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng bão tố và mưa gió liên tục càn quét tới Trung Quốc làm cho điện đường bị phong tỏa, người dân bị cô lập,
chính quyền ông Tập Cận Bình thì không biết phải làm sao. Người ta cho rằng chính Trung Quốc đã gây ra tội ác cho thế giới, nên bây giờ Trung Quốc phải đền tội là điều hiển nhiên. Và nếu như không muốn thiên tai dịch bệnh xảy ra, thì Bắc Kinh bây giờ chỉ còn có một con đường duy nhất, đó là con đường xin lỗi các nước trong khu vực, trong đó có xin lỗi Việt Nam. Ngoài ra, Trung Quốc phải lập đàn cầu khấn để làm sao thiên tai dịch bệnh không hoành hành. Chứ cứ tình trạng này thì không biết là Bắc Kinh sẽ đi về đâu. Theo kênh truyền hình CCTV và mạng TikTok của phía Trung Quốc đã đăng tải một số hình ảnh cho thấy rằng mưa lũ xảy ra ở khắp mọi nơi, nhất là siêu đập Tam Hiệp, một trong những tử huyệt chết người của phía Trung Quốc. Đập Tam Hiệp được biết đến là một siêu đập lớn nhất trên hành tinh tới thời điểm hiện tại, bởi vì trên thế giới không có một nước nào có con đập lớn như vậy. Và đập vẫn là một trong những điểm du lịch cũng như là kỳ quan mà người Trung Quốc được cho là rất tự hào. Thế nhưng bây giờ đập lại là một mối nguy hiểm cho Bắc Kinh khi mưa to, gió lớn vẫn đang càn quét phía Trung Quốc. Thưa quý vị, có một thông tin vô cùng đen tối đối với cả người dân ở thành phố Vũ Hán, nơi xảy ra đại dịch COVID-19 lần đầu tiên trên thế giới. Đó là một trận động đất mạnh 3,5 độ Richter đã xảy ra sát siêu đập Tam Hiệp, chắn ngang qua con sông Dương Tử. Trận động đất đêm ngày hôm qua đã làm cho người dân một số vùng hạ lưu tại siêu đập Tam Hiệp phải chạy đi những nơi khác để trú ẩn. Theo ghi nhận từ trang mạng TikTok của Trung Quốc, thì trận động đất đã làm cho 80 triệu người phải di tản ngay trong đêm ngày hôm qua, lúc 2 giờ sáng. Và trận động đất đã làm cho một khu vực rộng lớn tại đập Tam Hiệp bị rung lắc rất là mạnh. Được biết, trận động đất có cường độ 3,5 độ Richter, chấn động sâu dưới lòng đất khoảng 2.000 km, tức là 2 cây số, đã khiến cho tất cả các vùng hạ lưu tại Tam Hiệp phải ra cảnh báo đỏ, và người dân của Trung Quốc đang vô cùng lo lắng bởi những thiên tai dịch bệnh vẫn đang hoành hành. Trong khi cả thế giới đang dồn sự chú ý vào xung đột giữa Nga và Ukraine, thì ở Biển Đông, Trung Quốc tiến hành tập trận kéo dài hơn một tuần gần bờ biển Việt Nam, khiến tình hình khu vực thêm căng thẳng. Tuần trước, Cục Hải sự Trung Quốc thông báo cuộc tập trận diễn ra ở Biển Đông từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 3 trong khu vực nằm giữa tỉnh Hải Nam của Trung Quốc và Việt Nam. Trung Quốc cũng cảnh báo tàu thuyền tránh xa khu vực này. Đối chiếu tọa độ mà phía Trung Quốc công bố, khu vực tập trận nằm gần ngay chính giữa thành phố Tam Á của đảo Hải Nam và thành phố Huế của Việt Nam. Một phần của khu vực mà Trung Quốc thao dược quân sự nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi những hành động xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà Trung Quốc tiến hành dựa trên tuyên bố chủ quyền phi pháp ở Biển Đông. Lâu nay, Trung Quốc đơn phương vạch ra đường chín đoạn hay đường lưỡi bò, một yêu sách chủ quyền phi lý chiếm tới 80% diện tích Biển Đông dựa trên lập luận quyền lịch sử, lấn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của nhiều nước ven Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982, các quốc gia ven biển xác định vùng đặc quyền kinh tế EEZ của mình với chiều rộng không quá 200 hải lý tính từ đường cơ sở và thêm lục địa với chiều rộng không quá 350 hải lý tính từ đường cơ sở hoặc cách đường đẳng sâu 2.500m, một khoảng cách không quá 100 hải lý. Các vùng biển ngoài phạm vi tài phán của các quốc gia ven biển gọi là biển quốc tế hay biển cả, đáy biển và tài nguyên khoáng sản ở vùng biển quốc tế là di sản chung của nhân loại. UNCLOS cũng xác định các quốc gia ven biển có quyền chủ quyền đối với tài nguyên thiên nhiên của vùng nước, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, thực hiện một số hoạt động kinh tế và quyền tài phán đối với các hoạt động nghiên cứu khoa học và bảo vệ môi trường. Mọi hoạt động liên quan đến thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên tại vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của quốc gia ven biển phải được phép của quốc gia đó. Mọi hoạt động không được cấp phép đều là bất hợp pháp, vi phạm các quy định của UNCLOS. Đều là thành viên UNCLOS nhưng Trung Quốc lại không tuân theo quy định trên mà tự xác định vùng biển của mình ở Biển Đông một cách phi pháp, dựa trên khái niệm mơ hồ, quyền lịch sử. Liên quan đến vấn đề này, tháng 6 năm 2016, tòa trọng tài trong vụ Philippines kiện Trung Quốc đã ra phán quyết cho rằng không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy về mặt lịch sử, Trung Quốc đã chỉ một mình thực hiện việc kiểm soát vùng nước trong đường chín đoạn, cũng như tài nguyên tại đây. Vì vậy, tòa kết luận không có cơ sở pháp lý để Trung Quốc yêu sách quyền lịch sử với đường chín đoạn. Như vậy, có thể thấy việc Trung Quốc tiến hành tập trận trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, dù dưới bất cứ lý do nào là vi phạm chủ quyền, quyền tài phán trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982 của Việt Nam.
nó không tuân thủ thỏa thuận với các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển mà Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết năm 2011, vi phạm cam kết của Bắc Kinh về tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC ký giữa Trung Quốc và các nước ASEAN năm 2022. Điều 5 của DOC đã nêu rõ các bên chịu trách nhiệm thực hiện sự tự chế trong việc thi hành các hoạt động có thể gây phức tạp hoặc leo thang tranh chấp, ảnh hưởng tới hòa bình và sự ổn định liên quan đến hoạt động diễn tập quân sự của Trung Quốc đang diễn ra ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã khẳng định một phần khu vực thông báo hàng hải thuộc vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa của Việt Nam được xác định theo UNCLOS 1982. Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa của Việt Nam, không có hành động làm phức tạp tình hình. Qua đó góp phần duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực Biển Đông, hành động khuếch trương sức mạnh làm căng thẳng tình hình. Thời gian gần đây, Trung Quốc tăng cường các hoạt động tập trận ở Biển Đông. Số liệu thống kê của MSA cho thấy trong năm 2021, Trung Quốc đã tiến hành ít nhất 51 cuộc tập trận, nhiều hơn so với con số 20 trong năm 2020. Nếu tính từ đầu năm 2022 đến nay, Trung Quốc đã tiến hành ít nhất 7 cuộc tập trận ở Biển Đông, trong đó có một cuộc tập trận ở Vịnh Bắc Bộ. Trên cơ sở mổ xẻ từ nhiều góc độ, các chuyên gia quân sự cho rằng mục đích của các cuộc tập trận mà Trung Quốc tiến hành ở Biển Đông xuất phát từ âm mưu độc chiếm vùng biển này trên cơ sở đường chín đoạn. Đó là hành động khuếch trương sức mạnh, răn đe với các nước đang có tranh chấp chủ quyền trên biển với Trung Quốc. Đó cũng là hành động vừa cảnh báo, vừa có tính chất thăm dò xem phản ứng của Mỹ và các nước trước tham vọng độc chiếm Biển Đông của Bắc Kinh. Theo ông Colin Cole, nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore, cuộc diễn tập ở khu vực quần đảo Trường Sa mà Hải quân Trung Quốc thường tiến hành mang hàm ý nhằm phô trương sức mạnh để khẳng định những tuyên bố chủ quyền đơn phương. Còn nhà báo Javad Haydarian của Philippines thì nhận định các cuộc diễn tập hải quân ngày càng hung hăng của Trung Quốc được nhiều người coi như một nỗ lực khai thác thế suy yếu của Mỹ để bảo đảm lợi thế mới trong các điểm nóng. Chuyên gia hải quân Brian Clark thuộc Học viện Hudson, trụ sở ở Washington, Mỹ, thì cảnh báo một mối nguy hiểm khác là các cuộc tập trận của Trung Quốc không đơn thuần mô phỏng một cuộc tấn công vào các lực lượng quân sự khác, mà là sử dụng quân đội tương tự như hành động của cảnh sát để trấn áp tình trạng bất ổn dân sự tiềm tàng. Lâu nay, thế giới đã biết tới chiến lược vùng xám của Trung Quốc khi nước này lợi dụng lực lượng tàu cá, dân quân biển để cưỡng bức và ngăn chặn việc khoan dầu hay quấy rối ngư dân, các nước trong khu vực. Chiến thuật này không sử dụng lực lượng quân sự nhưng vẫn dựa trên cơ sở áp đặt bằng sức mạnh. Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động ở Biển Đông, hải quân của Trung Quốc được tăng cường đầu tư với tốc độ chóng mặt. Theo Văn phòng Tình báo Hải quân Mỹ, nếu như năm 2015 Hải quân Trung Quốc chỉ có 225 chiến hạm trong biên chế, thì tới nay con số này đã là 360 chiến hạm, nhiều hơn Mỹ 63 chiếc. Dự kiến đến năm 2025, Hải quân Trung Quốc có thể biên chế tới 400 chiến hạm, trong khi Hải quân Mỹ chỉ đặt mục tiêu duy trì hạm đội 355 chiếc. Không chỉ gia tăng về số lượng, theo ông Andrew Erickson, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc thuộc Đại học Hải quân Mỹ, Hải quân Trung Quốc không còn phải nhận hàng thải từ ngành công nghiệp đóng tàu, thay vào đó là những chiến hạm ngày càng tinh vi và có năng lực, trọng tải lớn và mang nhiều vũ khí hơn. Tàu Hải quân Trung Quốc lại được bảo vệ bằng lực lượng tên lửa quy mô lớn tại Đại lục, giúp tăng sức mạnh trong mọi cuộc xung đột gần nước này. Với Trung Quốc tăng cường hoạt động tập trận trên Biển Đông nhằm khuếch trương sức mạnh, từng bước hiện thực hóa tham vọng độc chiếm vùng biển này đã khiến tình hình khu vực thêm căng thẳng, tạo nguy cơ xung đột đi ngược lại những nỗ lực nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực. Và thông tin trên cũng là thông tin cuối cùng cho bản tin ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tên mới.